Tuổi ngọ những người sinh năm 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Tân sửu là một năm mà người tuổi ngọ có thể tạo ra nhiều bước tiến tích cực trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Năm 2021, vận trình sự nghiệp của họ tốt, sự nghiệp có tiến triển nên thu nhập khá. Tuy nhiên người tuổi Ngọ cần cẩn trọng với sức khỏe và dành nhiều thời gian cho gia đình, tránh gây mất hòa khí giữa các thành viên. Hướng xuất hành may mắn cho người tuổi Ngọ là hướng chính nam. Những người sinh năm Ngọ là những người có trái tim ấm áp và có tinh thần cao, dù rất dễ mến và chan hòa trong các tình huống xã hội, nhưng người tuổi Ngọ yêu thích sự tự do của mình.